Đang Tuấn xin kính chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hôm nay Đang Tuấn xin mời đến cả nhà bài hát Kỷ niệm nào vui. Xin mời cả nhà cùng nghe. Ngày
Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Nối Ngàn Tình Xưa được thể hiện qua cặp song ca Hồng Hoàng và Sơn Phạm. Vâng, xin cả nhà một tràng pháo tay ạ. Thank you.